nỗi nhớ dòng sông chìm trong mong màu mùa tím, nơi hẹn ước cùng nhau với bao mùa hoa kỷ niệm. Tìm ra đâu hương xưa với khung trời đầy mây gió mưa, góc sông em còn có ai đưa nghe yêu liều tranh gió. Hello anh em, bữa nay mình ở Sóc Trăng nha anh em. Nay mình giao lưu dàn nhạc sống của Thia Văn Nhí nha. Hôm nay Thia có vô bán thanh lý một cái dàn nhạc sống đi kẹo kéo. Giờ mình đổi camera lại, mình quay chi tiết cho anh em xem cấu hình dàn đồ nha. Đây là Thia chủ dàn nha anh em. Hello anh chào bạn. Dàn sống Văn Nhí. Mùa dịch này thì không biết làm gì, giờ có dàn nhạc, đem dàn nhạc ra bán thôi. Chào chồng vui đó, anh em. Anh em mình tham khảo và âm thanh ha. Cái này Thia giới thiệu đi. Cái dàn đồ. Dạ trước mắt mình giới thiệu lo đi. Lo trước ha. Mình đi gồm 4 cái phun, 4 cái phun chiếc. Là một cặp súp chiếc, súp gà xé. Vỏ của phun này là vỏ của Nestle. Chỉ có thằng 7-15 này nha bạn. Này nặng quá cho nên xuống nhỏ. Cái này là ba cái phun này thì nó đồng mẫu, mà có một cái này thì nó hơi cao. Nó hơi lớn. Hơi lạ. Tự hơn nó là đàn anh. Cái này phun này con nhiêu? Phun 40 con 100. Từ 220 hết. Vậy là tất cả con trăm hết. Con trăm hết. Ở dưới súp gà CF 50. Phun gà CF 50 con trăm luôn, từ 220. Rồi cái này súp gà CF con trăm luôn nghe anh em. Phun này thì có thể tháo ra mới kiểm tra được, nhưng mà tôi nhớ như là DC là đúng. Cái vỏ súp này cũng khá là to. Vỏ súp này to. À. Phải là 70 vậy. Cái này là đặt là súp nó nằm. Ủa vậy là súp nó đứng luôn ha. Đứng cũng được. Đứng nha. À, nó tại của nó muốn mình để nằm hay để đứng gì tùy mình sau này mình có thể đổi được mà. Có quay sách luôn. Có quay sách. Thì phải. Được là vậy. Giờ qua quay tủ máy rồi. Tủ máy thì đi một con mixer Yamaha 8. Để qua xua 8. Khoan quay con mixer đi. Mình xài chế độ 2 quay rồi nha anh em. Cấu hình thì dàn 3 quay nhưng mà đi chỉ có 2 quay thôi. Mixer. Camera lấy nét vô trong đó có thấy kỹ mà. Bộ Migo xua 8 luôn. Xua UG X8. Con Mima, Top Mima đó.
này con con có Mima 22223 mấy tích cái chữ này đó. 22 này mà mất tiêu cái chữ rồi không thấy. 2232 hay gì hình như tôi nhớ gì á. Rồi với con idol. Con idol 100 chính hãng Việt Nam. Idol của Việt Nam mà. Có toàn tem bảo hành luôn. Con gian số. Số cây DK 9000. DK 9000 gian số. Với con hai con men Việt Nam giờ giá ớt. Con trên này 7.240 sò, con dưới này 8.500, 64 sò. Con trên còn hơi mới hơn, con dưới hay thấy hơi cũ hơn. Con trên nó kem hơn con dưới. Con dưới đó giờ là nó nắm được cặp súp đôi luôn á. Dữ vậy đó hả? Nó tới 64 rồi. Ủa con dưới này 64 sò. Con trên nhiêu? 40. Con trên nó 40 sò đánh cặp full đó. Giờ mình test khúc nhạc cho anh em nghe kiểm âm cái dàn máy nha anh em. Anh em nhìn cho anh em biết nha, gặp mình trên mạng hoài không. Rồi test nhạc cho anh em nha, thử đoạn nhạc hay. Mình chơi dàn như nhẹ. Yeah.
lên màn hình lên rồi đó, chào bạn nha. Thì nãy giờ cũng demo cho các bạn xem hết rồi, tất cả các vườn thì gồm nó có nhiêu đó. Thì nói chung là mình đổi nghề chứ mình đam mê nghề này lắm, thì bán vàng này ra cho anh em về chuyển nhượng lại cho anh em nào có đam mê thanh xài vàng nhạc, xài nhạc sống gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Để nữa mình để cái số điện thoại đó cho anh em liên hệ. Thì bán toàn bộ vàng là gồm có 2 full 4 full 4 full, 2 súp với tủ máy cũng kèm với cái tivi đó, chân trống này kia các thứ, tivi với, trong nhà với con ấy. Laptop thì mình để lại nha anh em, để cho em bé nó xem đó. Đây cái robot 5 ký. Xong thì mình cũng với nguyên cái tủ máy nha anh em. Xong thì mình nói giá cho anh em thì cứ tham khảo hết, rồi anh em cứ bình luận hay gì đó. Thì trước mắt là mình ra giá trước là 32 triệu, anh em nào có yêu cầu thì cứ liên hệ mình. 32 triệu trong đó là có được nguyên xe kéo luôn nha, xe anh em kéo đi về đi show luôn. Vậy là 32 triệu là không có laptop hả? Bỏ laptop ra, bỏ laptop để nhà cho em bé xem. Rồi với lại laptop này nó cũng không có giá trị gì, thích để lại kỷ niệm đó, tất cả. Rồi anh em nào có nhà ấy thì mình để số điện thoại trên video, anh em liên hệ nha. Gồm có nha, xe kéo là có chiếc xe Honda, xe có giấy tờ đàng hoàng chứ không phải xe không giấy đâu. Vậy là có thùng xe lôi rồi có luôn xe Honda luôn. Có chiếc xe Honda đàng hoàng, có cho anh em đàng hoàng. Rồi. Xe có giấy tờ nha anh em chứ không phải xe không chính chủ đâu nha. Tại vì mình tạo điều kiện cho anh em về là chỉ kéo là đi show lấy tiền ta thôi, khỏi lu bu, khỏi về mất kia thêm chi phí này kia, mua thêm này kia nọ. Rồi anh em nào nếu mà có nhảy có mua thì liên hệ số điện thoại mình để trên video nha anh em. Cái số này là mình không điện được nha anh em, không có điện trên số trên hình ảnh này được, mình sẽ đưa cho các bạn cái số khác, số của mình xài. Số này bạn giờ điện cũng không dính đâu, nó bị ăn trộm, nó ăn cắp này. Rồi vậy bye bye anh em nha, kết thúc video nha anh em.